Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai trên hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đây bạn ơi. Và kế bên mình đó chính là Sammy, đẹp gái nhất vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft. Ok bạn ơi, và như mấy bạn đã đọc tiêu đề thì chắc bạn cũng biết video ngày hôm nay chúng ta sẽ làm về cái gì đúng không? Đúng vậy, chúng ta sẽ tiếp tục với video ăn tất cả mọi thứ ở trong Minecraft và ngoài đời thật nha bạn nha. Và ở trong tập trước như bạn cũng biết thì mình với Sammy đã thử ăn trứng rồng rồi. Và thật ra nó là cái trứng trà điểu ở ngoài đời thật đó. Và ngày hôm nay không biết là mình với Sammy sẽ ăn cái món gì tiếp theo đây. Và Sammy đó, hôm nay chúng ta sẽ ăn gì? Không biết nữa, nhưng mà tôi rất là không ăn món gì ngon, tôi thích rồi. Ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm món ăn tiếp theo nha bạn nha. Ok, còn bây giờ thì trước khi vào video này, các bạn đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sammy để đăng ký ủng hộ cho Sammy nữa nha bạn nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video nào. Let's go. Rồi thì trước tiên là chúng ta cần phải tìm được cái món ăn tiếp theo mà chúng ta sẽ ăn ở trong Minecraft là cái gì nha bạn nha. Và video này thì mình nghĩ rằng là mình sẽ chỉ ăn 3 món thôi, bởi vì là bọn mình đã ăn nhiều lắm rồi, cho nên là bọn mình không biết bọn mình sẽ ăn thêm món gì nữa. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ đi tìm nha bạn nha. Đây, để mình xem coi, ở trong nhà của Simmy lần trước là chúng ta đã vô nhà Sim để có được kẹo rồi, cho nên là bây giờ không biết trong đây còn cái gì để ăn đúng không ta. Trời ơi, bào cho nốt luôn bạn ơi. Ăn thịt mé mưa được. Vô duyên không hả? Ok, vậy mình vô nhà Sim xem thử nha. Rồi, ở trong nhà của Sim à, nhà bếp nè, từ từ, có nhà bếp có gì không? Ở trên bàn là không có gì nè. Ở trong tủ lạnh để xem coi. Ui, tủ lạnh cũng không có gì hết trơn. Ở trong tủ thì sao? Ở trong mấy cái tủ này cũng không mở được nữa. Trời ơi, vậy là Sim giấu đồ ăn hơi bị kỹ nha. Hay vô nhà không thấy gì hết trơn. Đúng rồi, vậy bây giờ mình phải kiếm đồ ăn ở đâu ra bây giờ ta? Đây, để tôi xem thử nha. Nhà của Simmy. Sao đây? Ở nhà của Simmy tôi thấy có cái rương gì nè. Có cái rương bí mật gì dưới này vậy? Ok, wow. Đây, để mình xem thử ở bên trong của nó là cái gì nha bạn. Mở thêm thử nè. Ủa, khoan từ, bên trong cái gì nhìn giống khá cảo vậy ta? Từ từ tôi lấy ra xem coi, Sammy đón cái này là cái gì? Ai biết cái con gì vậy? Hay cẩu trắng hay hài cẩu nước hay gì vậy? Ủa, từ để xem coi cái gì mà hải cẩu bà nội. Từ để xem coi nó là cái gì nha. Ok, để ra thử coi. Ui, trời, Sammy, nó là cái con gì vậy? Ủa, con gì vậy, con bò vậy? Ủa, khoan từ, cái con gì mà tôi nhìn nó vừa giống con sâu nè, mà vừa giống con gián luôn á. Sam ơi, nhìn nó ghê quá bạn ơi. Mấy bạn có biết con này là con gì không? Mà Sam ơi, Sam muốn ăn thử con này không sao? Trời ơi, nó giống con gián vậy, tôi ăn gián luôn rồi ơi. Không, tôi thấy cái con này nhìn cũng có vẻ thú vị á. Tôi nghĩ là người ta ăn được á nha, tại người ta đang để nó trên một cái dĩa đồ ăn nè. Đó. Đâu, tôi thấy con này bình thường mà, yên tâm đi, không sao hết á. Được rồi, vậy tôi sẽ lấy một con này nha. Rồi, không sao, bình tĩnh, yên tâm đi. Để tôi lên mạng tìm hiểu thử coi cái con này là mua ở đâu nha các bạn, và tôi sẽ ăn thử nha. Ok, để tôi lên mạng xem thử nè. 5 minutes later. Theo như mà mình tìm hiểu mấy bạn ở trên mạng á, thì người ta bảo cái con này chính là con bọ biển, hay cũng có một cái tên nữa chính là gián biển. Trời ơi, có gián trên mặt đất mà gián biển rồi hả? Giờ tôi biết nha, kiến thức mới nha. Vậy là coi như tôi với Sammy sẽ ăn gián. Bình thường mà, cứ bình tĩnh. Ủa gì sao? Sam ơi, rồi xong rồi, Sammy bốc hơi luôn rồi các bạn ơi. Nhưng mà cái con này á, là giá của nó khá là đắt tiền các bạn ạ. Một cái con bé tí tẹo thôi mà giá của nó đã gần 1 triệu rồi. Mà cái con to đùng thì không biết là bao nhiêu tiền nữa. Bởi vì cái giá tiền của con này quá đắt, cho nên là chúng ta cần phải kiếm được tiền thì chúng ta mới ăn được cái con này các bạn ơi. Và Sammy biết kiếm tiền bằng cách nào không? Không, tôi biết kiếm tiền, tôi ăn tiền rồi, đừng mua con này. Thì chúng ta sẽ kiếm tiền để mua con này bằng cách chúng ta sẽ đi mai kim cương bạn ơi. Nhưng mà không phải kim cương ở trong Minecraft, mà là kim cương ở ngoài đời thật nha. Không, cái này thật ra mình giỡn cho anh em vui thôi. Nói chung là thôi kệ, chúng ta vẫn cứ kiếm kim cương ở ngoài đời thật để chúng ta mua con này nha bạn nha. Ok, đi thôi, let's go. Ủa, cái ông kia kim cương từ đâu mà ông vẫn cười vậy? Kim cương của bà đúng không? Để một tí. Yeah! Để có thể có được kim cương, chúng ta cần phải đập khối kim cương ra, ok? Trời ơi, nó bị banh chạch luôn. Rồi, xong. Okay.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với món ăn đầu tiên mà mình cá chắc là sau khi nhìn thấy cái món ăn này Sammy sẽ la lên. Cái gì vậy? Có à? Có. Là cái gì? Đây để xíu. Tôi che mắt lại nha, tôi che mắt lại nha. Ok, che mắt lại, che mắt lại. Che lại nha, che lại nha, không nhìn nha. Ok, không nhìn nha. Không nhìn nha, không nhìn nha. Không nhìn nha, không nhìn nha. Không nhìn, không nhìn. Chuẩn bị 3, 2, 1, mở mắt ra. Để xin giới thiệu với các bạn, con này chính là con bọ biển các bạn à. Đây. Oh my god. Cái con gì thế ghê vậy? Oh my god. Sao? Sao nào? Yên tâm đi, cái con này á là nó đã bị luộc lên rồi cho nên là nó không có. Cái con này các bạn. Xin lỗi. Không sao. Không sao hết. Ghê lắm á. Ok bạn, thì đây á chính là con bọ biển nha các bạn nha. Và cái con này á nó được đặt biệt danh là con gián ở dưới biển. Ờ, nó được gọi là con gián dưới biển. Sim là sợ nhất luôn á. Ờ, giờ mà cầm xuống cái hùng sim đây à. Sim. Đó, tôi còn sợ với sim là ok. Và trước tiên á, trước khi ăn thì mình sẽ thử cái chân của nó trước coi, để coi cái chân của nó ăn có giống như thịt của cái con cua không nha các bạn nha. Ok, thử không? Thử đi. Thử đi. Đây, mình đầu tiên mình sẽ bẻ cái chân của nó. Ok. Oh my god. Cái chân của nó nhìn giống cái chân của con gián thiệt luôn á bạn. Ơi, các gì ăn gián không luôn. Cái này đâu phải gián đâu. Cái này không phải là gián nha Sam nha, không phải gián. Ok rồi, mình sẽ ăn thử nè. Ok, mình sẽ bóp cái thịt của nó ra các bạn nhìn nè. Đây, cái này là cái thịt của nó. Nhiều nước, nhiều nước. My god. Cái con này nó y hệt như con cua vậy á, cho nên nó cũng có nước các bạn ạ. À. Nhiều nước quá trời đó. Đây các bạn xem, cái này là cái thịt bên trong của nó nè các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Theo như mà mình cảm nhận được các bạn thì mình thấy được rằng là cái thịt của con này nó ngon gấp 3 lần thịt của con cua nha. Cái gì mà ngon gấp 3 lần, nó dắt dữ. Ngon gấp 3 lần thịt của con cua luôn á. Ăn hơi bị ngon à nha, đừng đùa. Nói thiệt mà. Tiếc là con này nó không có cái càng thôi, chứ có cái càng rồi tôi cho Sam ăn thử rồi. Tôi sẽ cố gắng lấy được cái miếng thịt của nó ra cho các bạn xem. Đây, cái thịt của nó bên trong nè các bạn. Cái thịt của nó khác với thịt của con cua là nó có màu tím nha các bạn nha. Con cua là nó có thịt của nó là màu đỏ, còn con này là thịt của nó màu tím. Và nó thơm hơn, nó ngọt hơn, nó dai hơn nhiều, ngon hơn nhiều luôn á. Đây, để tôi bẻ ra Sam một cái chân cho Sam ăn thử nè. Nói chung là ăn thử để biết, đúng không? Tôi sợ quá, tôi sợ. Tôi sợ đùa. Cái con này các bạn nó uống lượng được nè. Ok đó, nói chung á là cái con này á là người ta ăn á là người ta không phải là ăn mỗi cái chân của nó đâu các bạn ạ. À. Người ta ăn cái bụng của nó nữa cơ. Bây giờ bụng mình sẽ thử ấy cái bụng của nó ra cho các bạn xem thử nha. Người ta thích chân để thấy được cái bụng. Dạ. Yeah. Cái chân của nó nhiều gai lắm luôn á các bạn. Rồi ok, mình đã mở cái bụng của nó ra rồi các bạn ơi. Thì cái con này á là mình mua ở ngoài quán là người ta đã làm thịt nó sẵn rồi nha. Chứ mình nhìn nó hơi tội quá, mình cũng không dám làm thịt nó. Người ta đã làm thịt sẵn nha. Rồi bây giờ mình sẽ múc thử cái thịt của nó ra cho mấy bạn xem. Wow. Nhiều vậy? Cái này phải thịt của nó không ta? Nhìn giống gạch á. Ờ. Eo ơi, các bạn nhìn nè. Nhìn nó trắng như thế này nè các bạn. Nhìn nó không giống như là thịt chút nào luôn á. Mình ăn thử nha. Oh, wow. Ngon nha. Cái gì mà ông ăn cái wow rồi đấy nữa. Nói thế nào ta? Nó y hệt như là gạch của con cua vậy á. Nhưng mà nó không có bị mặn. Nó không bị mặn. Và nó cũng ngon hơn nữa. Thật, cái con này ngon hơn nhiều. Ok, ăn thử nè. Ta ăn thử nè. Sao? Ngon hơn đúng không? Ngon hơn nhiều nha. Nó bùi bùi bé bé các bạn ơi. Ui, ngon đó nha. Đây, mình sẽ cho các bạn xem nè. Đây là ở bên trong cái bụng của nó nè các bạn. Thì chúng ta sẽ lấy được thịt ra từ cái bụng của nó trong đây như thế này. Đó, rất là nhiều thịt luôn. Nhưng mà mình nghĩ là cái này chắc không phải là thịt của nó đâu bạn. Cái này mình nghĩ chắc là gạch của nó đó. Và người ta ăn là người ta chủ yếu là ăn cái gạch của nó thôi. Chứ con này thì mình nghĩ là nó không có thịt mấy bạn ạ. Con này chắc nó không có thịt đâu. Thịt là nó chỉ ở cái chân của con này thôi à. Nhưng mà nói chung là ngon. Ăn khá là ngon. Ăn đáng đồng tiền bát gạo hết á. Ăn nhiều nha, nó nguyên một cái bụng luôn các bạn, rất là to. Nguyên một cái bụng luôn. Nguyên bụng là toàn là gạch hết. Nhưng mà cái chân của nó đẹp lắm nha các bạn. Đây mình cho các bạn coi cái chân của nó nè.
Mấy bạn có thể thấy cái chân của nó y hệt như cái chân của con gián luôn các bạn. Nhìn cực kỳ đẹp luôn. Ủa đẹp chứ đâu. Chân gián rồi đẹp. Đẹp mà, nhưng mà đẹp hả? Chân con này đẹp mà. Ôi quay, cái chân không đẹp như chân gián vậy. Quay không ai khen đẹp cho chân gián vậy. Ok thôi, nói chung á là con này á là bọn mình ăn không hết đó bạn ạ. Tí nữa mình sẽ xuống mình chia cho anh em của Hero Team ăn chung nha. Chứ con này một mình là ăn không hết rồi đó. Nói chung là con này nhìn bề ngoài của nó cũng khá là đáng sợ. Đúng. Mấy rồi. Bạn có thấy sợ không? Nhớ comment mình xuống bên dưới mình biết nha. Rất sợ. Sammy chấm rất... con này mấy điểm? Con này 8 điểm. 8 điểm hả? Ngon nha, nó ngon. 8 điểm hả? Nhưng mà tôi Phong trừ là... nó 1 điểm tại vì nó sợ quá. Phong là Phong sẽ chấm cho nó khoảng 9 điểm mấy bạn à. Tại vì ăn khá là ngon và rất là hợp với Phong. Ok, được. Wow, trời ơi, không ngờ là cái con bọ biển này nó lại ngon đến như vậy luôn bạn. Mình ăn xong mình thấy là nó ngon thật sự luôn á. Ngon không Sam? Ngon. Công nhận là nhìn nó hơi ghê thôi nhưng mà nó ngon nha. Ngon à? Rồi ngon, ok. Ngon, ngon, thấy ngon, sợ rồi, thấy mà sợ. Tôi thấy Sammy lúc mà thấy con này Sammy kiểu ghê luôn các bạn ơi, ngoài đời bự, bự thấy ghê lắm. Ok, được rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với món ăn tiếp theo mà mình với Sammy sẽ kiếm được trong Minecraft là gì nha. Ok, bây giờ mình sẽ vô nhà của Kairon đi. Từ nãy giờ chưa vô nhà Kairon nè. Để vô nhà Kairon kiếm thử đồ ăn là gì đây. Vô, vô, vô Sam. Rồi, vô. Trời ơi, okay. Nhà Kairon đồ ăn ngay chứ ghê vậy. Trời ơi, nhà thì đâu mà. Sao nhà của Kairon này để mạng nhờ anh rong rêu nó mọc đầy lên vậy. Cái này chắc là để lâu quá nè. Không chịu dọn dẹp nè. Đó, ok, để mình xem coi. Ở dưới sàn thì mình thấy là nó có một cái chai nước. Ok, nhưng mà mình nghĩ là mình không cần uống nước đâu. Ở bên này á thì có kẹo nè. Nhưng mà cái kẹo này hình như là trong tập trước là mình với Sammy đã ăn rồi, cho nên bọn mình sẽ không ăn nữa. Để xem coi bên này á, bên này có cà rốt nè. Bên này thì là trà nè. Trời ơi, ai mà để uống nước trà làm gì ta? Để mình xem coi. Ui, đây đây, sao 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 sao? Đây đây đây. Cái gì vậy? Nhìn nè. Bánh donut. Bánh donut. Oh, được, được, được. Bánh donut cái này được nha. Ok, tôi sẽ lấy cái này các bạn ạ. Bánh donut. Ok. Rồi, bây giờ cái có được một món đầu tiên rồi nè. Bây giờ chúng ta đi kiếm món thứ hai nha các bạn nha. Let's go. Và bây giờ để tìm được món ăn tiếp theo thì tôi nghĩ là thôi nhà ông Dịch tôi nhìn là biết không có gì á. Nhìn bên trong nhà của ông trống trơn hết rồi. Lâu lắm rồi Dịch chưa có về làng Hero Team cho nhà ông chắc chắn là không có đồ ăn rồi các bạn ạ. Bây giờ chứ thôi sao? Qua bên nhà ông Siro tiếp đi. Nhà Siro là đại gia ngầm của Hero Team mà chắc chắn nhà sẽ có nhiều qua đồ ăn cái lắm. Qua cái gì cũng kiếm hết trơn luôn á. Yên tâm, yên tâm. Qua nhà tôi cũng nhiều đồ nè, sao không kiếm? À, nhà của Sam hả? Thôi nhà của Sam là có 12 con heo quay trong đó. Thôi tôi cũng mang đâu. Ok. Từ, từ, từ. Gì đây? Cái này là một cái lò nướng. Ở bên này là cá nè. Bên này là ướp lạnh nè. Bên này hình như là cái này là bò lúc lắc. Nhưng mà bò lúc lắc thì tôi không thích ăn cho lắm. Tôi để ý nãy giờ chỗ này là có mấy con cá nè nha. Cái này coi bộ ngon nè. Cá này nhìn bự nha, nguyên con cá bự như thế này luôn các bạn. Nó nhưng nhỏ mà đâu. Sammy có ăn được cá không? Tất nhiên là không rồi, tôi ghét cá lắm luôn á. Thế thôi, vậy thì bây giờ Sammy có muốn lấy con cá này không? Thì lỡ rồi, thôi lấy luôn chứ sao giờ. Ok, lấy luôn đúng không? Rồi, vậy này là ý Sam nha. Rồi, tôi sẽ lấy thêm cá nè. Rồi, ok. Vậy là bây giờ chúng ta đã có thêm hai món tiếp theo, đó chính là bánh donut với lại là cá nha các bạn nha. Trời ơi, bánh này mà kẹp cá ăn ngon lắm mấy bạn. Rồi, ai đi ăn bánh donut chung với cá bà tào lao quá à. Ok, thôi không nói nhiều nữa. Bây giờ mình sẽ cùng với Sammy, hai đứa mình sẽ cùng nhau ăn món cá với lại bánh donut ngoài đời thật nha. Let's go. Let's go. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với món ăn tiếp theo nha các bạn nha. Và đó chính là món bánh donut. Tôi thích ăn bánh donut. Tôi thích ăn bánh donut. Mà không chỉ là chỉ có một cái đâu, mà có tận 3 hộp luôn. Wow. Nhìn nè bạn. Đây tôi sẽ giới thiệu bánh donut nè. Đó, nhìn đi trang như Minecraft không? Bạn thấy không? Minecraft. Ok, đây cái này mới giống Minecraft nè. Cái này nhiều hơn. Đó. Ui, bánh donut mini mấy bạn ơi. Đúng rồi, cái này nhiều hơn. Đây, để Phong xé cho, Ok, đây, xé nó ra. Wow, ui, nhìn hấp dẫn đó nha. Đây là bánh mini và bánh đài nè các bạn, to nè. Đó. Đây, một bên là cái to, một bên là cái nhỏ nha các bạn nha. Ê. Rồi, cũng ly nè. Yo, ok, ăn thử nha. Ui, ngon đó nha. Tôi thích ăn bánh donut, rất là ngon. Tôi là tôi thích sô-cô-la cho nên tôi ăn cái gì có sô-cô-la cũng ngon hết. Ôi, nó rất là thơm sô-cô-la luôn á Sam. Bây giờ mình sẽ thử qua cái dâu coi như thế nào nha các bạn nha. Đây là cái dâu nè. Đó, đây là cái dâu nè. Thử cái dâu Sam thử nè. Chúng ta mà đang ăn sô-cô-la bạn thêm dâu vô sao biết được vị gì. Dâu ngọt nha. Ngon hả? Thơm nha. Đó, vị rất là đỏ. Ngay cả cái ăn sô-cô-la nó vẫn cảm nhận vị dâu luôn á. Cực kỳ thơm luôn các bạn ơi. Wow.
Thơm mùi dâu thật sự luôn á. Ok, bây giờ mình sẽ thử cái màu vàng xem thử coi vị của nó như thế nào nha các bạn nha. Sammy thử một miếng nè. Không biết gì hết trơn. Phải suy nghĩ lâu thiệt lâu sao mà bảo nó không biết gì hết trơn các bạn ạ. Ok, mình ăn thử nha. Vị gì vậy? Tôi cũng không biết luôn. Nói chung là nhận gì hình như là nó là đường, hình như vị này là vị đường. Không phải đường, không phải đường. Đường nó ngọt. Cái này cũng ngọt mà không cảm giác nó không ngọt không? Nó là một cái lớp gì nó phủ lên thôi. Không, nó là đường nhưng mà nó ít thôi, nó không ngọt lắm. Lạ ta. Nó là đường các bạn ạ. Nhưng mà nói chung là ăn cái này khá là thú vị á. Ngồi ăn kiểu ăn nhâm nhi khá là thích á. Sammy chấm nó bao nhiêu điểm? Tôi nghĩ là cái này ăn rất là dễ và nhiều bạn nhỏ sẽ rất là thích cái món này. Lên mình nghĩ chấm 9 điểm. 9 điểm hả? Tôi sẽ cho nó 8 điểm bởi vì đơn giản là Phong cũng không có thích ăn đồ ngọt lắm. Cho nên Phong sẽ cho nó 8 điểm thôi nhưng mà khá là ngon. Ok. Rồi bây giờ tôi đố Sammy biết món ăn tiếp theo chúng ta sẽ ăn là món gì á. Thịt gà. Thịt gà á? Ở đâu ra thịt gà? Thịt bò. Không, cũng không phải luôn. Thịt heo. Không phải luôn. Thịt gì? Ở chính là nguyên một con cá. Nguyên một con cá to đùng luôn. Đây là một con cá nguyên luôn. Thôi. Dạ, bởi vì ở trong Minecraft chúng ta tìm được nguyên một con cá. Cho nên ở ngoài đời chúng ta phải ăn nguyên một con cá bạn ạ. Trời ơi. Không cần Việt Nam nói là làm nè. Vấn đề làm sao mình ăn đi? Bóc lên ăn. Ê, quay, nó còn sống. Cầm hết nè. Khùng quá. Đâu, con này đã luộc lên rồi. Ủa, luộc rồi á? Luộc chín rồi. Ôi, sao nhìn nó lại vậy? Nhưng mà ăn đi. Yeah, ok, để tôi ăn cho. Sammy nhìn con cá thôi mà Sammy cũng sợ nữa. Tại vì tôi bị giận cá, tôi rất là sợ. Mà ơi, ăn một lần bị giận rồi sợ. Nó bậy kìa, nó bậy không? Nó to quá à, oh my god. Xong gấp được kìa, không hay vậy. Wow. Nó to thật sự. Nó bậy đó. Oh my god, được rồi, để tôi ăn thử coi. Đây, mình sẽ lấy một miếng cá ra cho các bạn xem. Ui, cái da của nó dai vậy. Dai dữ vậy. Ui, cái da của nó dai thật sự. Trời, nó cứng. Ui. Cứng quá. Thật sự là chín chứ vậy? Chín rồi, nhưng mà tại vì để lâu quá cho nên là nó bị gì ta? Nó bị dai lại các bạn. Đó, kiểu thế. Ok, thả mình ra. Không. Ok, để mình ăn thử nha các bạn. Không sợ vậy luôn à? Không sợ vậy luôn hả? Thật ra là bình thường tôi hay ăn cá lắm và tôi rất là thích ăn cá luôn. Nhưng mà nhìn nguyên một con thế này thì tôi cũng sợ. Hơi hỏi nhưng mà hơi sợ hãi. Hơi sợ bạn ạ. Thôi thử lại. Không, nhìn tôi mà ăn một cách rất là vô hồn của bạn ơi. Ngon mà. Ngon không? Ngon nha. Vì sao? Phải giải thích làm sao chứ? Cái vị của nó cũng không biết là gì hết sao nữa nhưng mà cá thì ăn con cá nào chẳng giống con cá nào thôi, các bạn ăn các bạn cũng biết mà đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà vì con cá, nó giống vị con cá đúng không? Người ta là nguyên một gia đình, người ta ăn chung một con cá. Ồ. Phong là một mình Phong ăn hết con cá. Không biết là có ăn hết được không nữa bạn cá. Mình xin lỗi bạn, mình cũng là cá heo. Nhưng mà hôm nay mình đừng thấy ăn thịt bạn thôi. Tôi cũng là cái gì vậy? Đúng các bạn ăn đấy bạn, sao biết được đúng là a nè. Đây các bạn thả miệng rồi đúng là a. Nom. Thật sự rất là ngon luôn á bạn. Ok. Giờ á, bà có nhớ cái video mà tôi ảo thuật tôi ăn lần hết cái đùi gà không? Nhớ. Bây giờ tôi ảo thuật tôi nuốt lần hết con cá vào bụng cho bà coi à. Ok, thật ra thì bọn mình vẫn còn rất là nhiều món ăn đằng sau nữa. Cho nên là bọn mình sẽ tạm thời là ăn như thế này thôi. Nhưng mà ngon nha, thật sự rất là ngon luôn. Rồi, ok bạn ơi, vậy là coi như trong tập này mình đã cùng với Sammy, hai đứa mình đã ăn xong những món ăn ở trong Minecraft rồi. Và bạn thấy ấn tượng với món ăn nào nhất và đối với bạn thấy thích món ăn nào nhất, hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video này cũng rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhớ nó subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy bình luận cái món ăn tiếp theo bạn muốn mình với Sammy sẽ ăn tiếp theo là món gì nha. Ok, coi gì thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Tạm biệt.